Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hugo Quỳnh. Hôm nay Hugo sẽ làm một cái video giới thiệu cho các bạn cái cách để các bạn tính cái cầu năng lượng để các bạn nâng cấp bet 4, bet 5. Ok. Thì ở đây mình sẽ nói sơ qua như vậy cái cách tính cái này chung tất cả các loại bet nó đều vậy. Mình sẽ lấy con bảo khiên này làm ví dụ. Ở cái đây là cái lần đầu tiên các bạn kích hoạt con bảo khiên là các bạn cần 64 mảnh. Thì ở đây mình có thể kết luận là để bạn nâng cấp full của Bảo Khiên các bạn sẽ có khoảng 640 mảnh. Và bây giờ mình sẽ thử coi đúng không nha. Ok. Ờ các bạn cứ lấy cái số mà nâng cấp lần đầu tiên là các bạn ít 10 lên. Có nghĩa là nó sẽ bằng với con số các bạn nâng cấp từ lý vô 1 lên lý vô 10 luôn. Rồi bây giờ mình có 802. Nếu thật sự đúng thì sau khi mình nâng cấp xong mình sẽ dư 162 viên. Nâng nha. thực tỉnh. Rồi tự động. Mình dùng tăng tốc cho nó lại Ok, 64, 29 cái, 34, 39, 45, 51, 58, 76, này, 99, này, 145 này. Ok, bây giờ Huga đã thành công, Huga nâng cấp lên Tới lý uh, V10 của con uh, Bảo Kiên Rồi, mình sẽ vào túi Rõ ràng mình còn dư 162, có nghĩa là Huga đã tiêu tốn nhiều 640 cái Rồi, tương tự là với con Max Lever 5 này như con Dạ Đi Ngục ở đây nó là một số 128 có nghĩa là để nâng cấp full các bạn sẽ tốn 1280 mảnh Rồi những con pet năm khác như là con thỏ này kia rồi Con thỏ là nó tốn như lần đầu tiên là các bạn phải tốn 160 mảnh Nghĩa là nâng cấp full con thỏ bạn sẽ tốn 1600 mảnh Tương tự con hắc long cũng vậy Thì với tất cả con pet khác nó đều tính như vậy Kể cả những con pet 3, pet 1 ở dưới này Ví dụ mình bắt một con liver 1 đi con này nó tốn 20 mảnh nghĩa là khi Huga nâng cấp nó sẽ là nhiêu 200 ok bây giờ mình thử nha mình có 1910 mảnh nếu mà một lát mình sẽ còn 1710 đúng không ok nữ nha nâng cấp thức tỉnh mình sẽ dùng nâng tốc miễn phí 9 mảnh 10 mảnh 12 mảnh 24 16 19 24 21 45 ok rồi bây giờ mình sẽ mở ba lên điểm đấy Đổi trong mình câu 1710 Đó thì cái cách để các bạn tính cái số cầu năng lượng là bạn nhìn vô cái liver đầu tiên của nó Nó sẽ tốn của các bạn uh, bao nhiêu Thì các bạn cứ ít 10 con số đó lên Nó là sẽ là tổng cái số cầu năng lượng cần thiết để các bạn nâng từ liver 1 lên liver 10 Rồi nhìn chung thì hầu như tất cả con bé 5 này á, nó đều 1600 những con bé năm mua nè còn những cái con bed liver 5 thông thường mà của mình à, là như con nhà đi ngục nó sẽ là 1280 uh, ok. Còn con bed liver 4 á, là hồi nãy mua ra đã nâng thử rồi nó là 640. Nhìn chung á, thì những con bed mà liver 5 mà mua nó sẽ là cần cái cầu năng lượng cực rỡ khoảng 1600. Còn cái con liver 5 mà tự mình kiếm được từ cái thiếu á, thì nó sẽ tốn 1.280 Còn liver 4 là sẽ tốn khoảng 640 mảnh Riêng những con vết liver 1, 2, 3 nó sẽ thay cái cầu năng lượng uh, sáng Thì quả cầu năng lượng sáng này á, thì uh, nó sẽ tốn ít hơn Con liver 3 thì hôm trước mình đã làm cái video rồi Nó tốn là 800 mảnh Còn tương tự liver 2, liver 1 thì nó sẽ ít hơn Các bạn cứ nhìn cái cấp đầu tiên của nó là các bạn có thể suy luận ra được toàn bộ nó sẽ tốn bao nhiêu đó là những cái gì mình muốn chia sẻ cho các bạn trong cái video lần này cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau bye